Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phạm Hương khoe cơ ngơi bề thế tại Mỹ, tiếp tục dính tin đồn bầu bí. Sau một thời gian ngắn trở về thăm quê nhà Việt Nam, Phạm Hương lại tiếp tục an cư lạc nghiệp tại nước Mỹ. Tuy vẫn giữ được sức ảnh hưởng của mình trong lần giải trí xong, không ít người hâm mộ đã tin ý phát hiện Hoa hậu Hoàng Phủ Việt Nam 2015 không còn giữ được sắc vóc cân đối như trước. Vòng hai thùng thình của chân dài Hải Phòng cũng khiến khán giả đặt nghi vấn nàng hậu đang mang bầu lần ba. Phạm Hương tiếp tục dính nghi vấn mang thai lần ba, vòng eo kém thân gọn của nàng hậu trong bức ảnh mới nhất. Nhiều ý kiến xung quanh thân hình không cân đối của Hoa hậu Hoàng phủ Việt Nam 2015. Hoa hậu Phạm Hương có thời gian ưa chuộng những mẫu váy thùng thình. Mới đây, Phạm Hương đã đăng tải loạt ảnh nàng hậu cùng bàn ăn thịnh soạn nhằm chúc mừng ngày lễ tạ ơn. Tuy nhiên, những bức ảnh được Phạm Hương chia sẻ trong ngày lễ tạ ơn vẫn nhận về một vài bình luận nghi vấn, nàng hậu không còn thể hình cân đối như trước, thậm chí xuống sắc khá nhiều. Bữa tiệc lễ tạ ơn hoành tráng trong căn bếp xịn xao của Phạm Hương trên đất Mỹ. Nàng hậu từng khoe hình ảnh thi công của căn bếp, căn biệt thự bên Mỹ của gia đình Phạm Hương có tông màu trắng kem chủ đạo. Bên dưới phần bình luận, một bộ phận khán giả đặt nghi vấn rằng Phạm Hương đang mang bầu lần ba. Tuy nhiên, cũng có một số người hâm mộ cho rằng nàng hậu đã trải qua hai lần sinh đẻ nên không còn phong độ như trước cũng là chuyện bình thường. Phạm Hương sang chảnh trong mọi ngóc ngách của biệt thự. Cơ ngơi bề thế của nàng hậu vừa sang trọng vừa ấm cúng. Không chỉ khéo léo, khoe tay nghề bếp nút Phạm Hương còn khiến khán giả trầm trồ với căn bếp hiện đại, tiện nghi với màu trắng sữa chủ đạo. Trước đó, nàng hậu cũng từng đăng tải biệt thự bên Mỹ của gia đình từ hồi đang thi công đến khi hoàn thiện. Phạm Hương không ít lần khiến khán giả trầm trồ với cuộc sống bên Mỹ. Nàng hậu thư giãn ngoài trời với phần sân vườn rộng. Cơ ngơi của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 được nhiều người khen ngợi bởi mọi góc của biệt thự đều thể hiện phong cách sang trọng lộng lẫy mà không kém phần sang chảnh. Phần sâu nhà của Phạm Hương cũng được thiết kế hoàn hảo cho việc thư giãn ngoài trời hay tập thể dục của nàng hậu. Khẳng định chồng chỉ là người bình thường nhưng cuộc sống của Phạm Hương lại sặc mùi tiền. Thay hoạt động nghệ thuật bằng cuộc sống giàu có, sang chảnh trên đất Mỹ, mỗi lần Phạm Hương khoe gia thế, khán giả lại được phiên trầm trồ. Dù chính chủ chưa lên tiếng về tin đồn bầu bí, song nhiều khán giả cho rằng dù có hay không, thì thân hình không cân đối của Phạm Hương vẫn là điều bình thường khi nàng hậu đã có hai con nhỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.